chữa bệnh và miễn phí cho toàn thể quý đạo hữu Phật tử. Xin cả đạo tràng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Hôm nay sẽ xin mời một các toàn thể các bác chúng ta đứng lên bên trên. Xin các bác có đôi lời chia sẻ với đạo tràng chúng ta cùng trì chùa Cao Linh. Kính thưa hội đồng trị sự nhà chùa, kính thưa các vị tăng ni cùng chư vị Phật tử nhà chùa, được sự đồng ý của bạch thầy chủ trì cùng với hội đồng trị sự nhà chùa, được sự đồng ý của Trung ương Hội Giáo dục và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, được sự đồng ý của Viện trưởng Viện Bấm huyệt Thập chỉ Liên Tâm Hà Nội. Hôm nay đoàn Thập chỉ Liên Tâm Hà Nội chúng con có mặt tại chùa để hướng dẫn, giúp đỡ, tác động, hỗ trợ cho mọi quý vị những cái phương pháp bằng cái phương pháp của chúng con, đó là phương pháp Thập chỉ Liên Tâm, một cái phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. Chân tôi rất là đau đấy, nhưng mà bây giờ tôi khoanh chân được rồi. Cảm ơn các bác nhé. Chữa bệnh cho các Phật tử
trong đạo tràng của Phật chùa Cao Liên ở nơi đây, thì cũng rất là mong nếu mà trong buổi sáng ngày hôm nay, trong thời gian làm việc có cái điều gì mà khiến các bác không hài lòng, thì rất là mong các bác hoan hỉ ạ. Cái gì vậy? Kính thưa đại thầy chủ sự, kính thưa hội đồng trị sự nhà chùa, kính thưa toàn thể các chư vị tăng ni phật tử của chùa, xin chia sẻ những cái điều mà trong nhận thức của con người chúng ta có thể làm được tự chữa bệnh của cho mình, không cần phải một viên thuốc, năm cái liệu pháp để mà giúp cho cơ thể con người ta tự chữa bệnh. Cái thứ nhất đó là trường đá nóng cùng gan. Đá, cặp đá ở đây thì chúng con gọi là cặp đá diệu kỳ. Đá này chính thức là đá ba gian và nó là đá núi lửa. Và đá này đá của Việt Nam. Đây khi mà trường cứ nghiên lý trường đá cùng gan ấy và cùng thận ấy thì nó có tác dụng thế này. Nguyên lý cơ bản là dựa trên khi nóng thì lở ra và lạnh thì co lại. Bao nhiêu năm nay chúng ta dùng rất nhiều đồ, cho nên là gan là một cái bộ máy, nó làm 500 nhiệm vụ, nó giải quyết 500 chức năng của một cơ thể con người. Thế thì trong quá trình như thế thì gan rất hay nhiễm độc, cho nên cái cặp đá này nó có tác dụng hỗ trợ cho gan thải độc. Khi ta chuyển nó vào vùng gan thì các mao mạch của gan, các tĩnh mạch của gan nó được lở ra, thì bao nhiêu chất xỉ thải, bao nhiêu độc tố mà ta làm lại trong gan thì bây giờ nó được đem ra ngoài. Thế một trường thận cũng vậy. Thế thì các cái ống nhỏ của thận thì từ thường là ống nhỏ, cho nên là các cái chất và cặn bã trong thận thì không thoát ra được. Thế nhưng khi mà trường của thận nó làm nóng lên, nóng thận lên thì lúc bây giờ này thì các cái ống nhỏ của thận được nở ra, thì tất cả những cái xỉ thải và những cái chất cặn bã, thậm chí những cái mạt sạn ở trong thận ấy, thì cái này chúng con đã trải nghiệm rồi mà, thì lúc bây giờ nó được theo ra ngoài cả. Thế thì nguyên lý nữa là mỗi đối với một người đàn ông, một giờ là một ngày một người đàn ông ấy, thế là có 5 lít máu trong cơ thể, và người phụ nữ là có 4,5 lít máu trong cơ thể. Cái này là đi qua cái chứng minh. Thế nhưng khi vận chuyển ấy thì 60 lít máu 3 gan trong một giờ, tức là với một người 5 lít máu như thế, nhưng khi vận chuyển một giờ nó lưu thông qua đi vô cơ thể xong lại quay trở lại là 60 lít máu. Thế thì khi làm ấm 60 lít máu này đó, có tác dụng rất lớn. Nếu bình thường dòng máu bình thường nhiều lúc không nhanh nổi vào các tế bào rồi, nhưng khi dòng máu ấm lên thì lúc bây giờ nó sẽ nhanh nổi và đã đem các dưỡng chất để nuôi các tế bào, làm cho thì làm các tế bào sống lại, làm cho các tế bào khỏe lên. Một trong những cái phương pháp của chúng con mà sáng nay chúng con làm cho các quý vị, đó là dùng hệ thống mao mạch để chữa bệnh. Mà phương pháp của chúng con là dùng máu để chữa bệnh, tức là lưu thông máu hết trong cơ thể con người. Thế thì khi mà làm mà máu lưu thông rồi thì lập tức là các tế bào nó sống lại, và các tế bào sống lại thì chúng ta hết bệnh. Trong đông y có một câu là thông thì bất thông và thông thì bất thông, có nghĩa là khi bị tắc thì mới sinh ra bệnh, còn khi không bị tắc thì hết bệnh. Thì một trong những phương pháp chữa gan là một cái phương pháp rất tốt, và hiện nay thì việc chúng con đã làm được cái điều này rất tốt, đối với lại khắp kể cả nước ngoài cũng đã dùng cái phương pháp này đó. Thế thì đấy là một cái phương pháp chữa gan. Thế còn con nói thêm một chút nữa, ví dụ như người mà bị đau đầu hoặc vai gáy, khi chỉ cần làm một cặp đá nóng lên thôi và mình gối đầu lên, thế khi gối đầu lên nóng thì làm gì, các cái mao mạch được mở ra, cái nóng mở ra, máu lưu thông vào được, máu lưu thông lên não tốt thì cái hiện tượng hết đau đầu. Mà chúng con đã có một cái thủ tục là chữa cho một người bệnh 38 năm mất ngủ, mỗi một đêm chỉ ngủ được một đêm hơn một tiếng đồng hồ thôi, nhưng chỉ sau một tuần có được chúng con có tác động có một lần thôi, nhưng trường cảm đá vào gan vào đằng sau cái, và đến dần dần đấy thì sau một tuần là người bác này ở vùng sâu vùng xa có điều kiện rất khó khăn,
đấy, và sau một tuần thôi thì được chia sẻ là đến bây giờ tôi ngủ rất tốt. Sau khi một tuần thôi thì bây giờ một đêm tôi đã ngủ 4 tiếng rồi, thì lúc bây giờ là bác đã về quê. Đấy thì cái cách thức và trường gan trường thận nên là nó rất là tốt như thế. Ngoài cái việc mà làm nóng cơ thể lên thì trong y học ấy là nếu như thân nhiệt của con người ta nóng lên, cái thân nhiệt lên ấy, thì cái hiệu quả nó rất cao. Đó. Đấy là một cái khía cạnh là dùng cặp đá diệu kỳ để trường nóng vùng gan vùng thận. Liệu pháp thứ hai của chúng con đó là bỏ đói cơ thể. Cái bỏ đói cơ thể ở đây thì Phật Hồ nghe có lẽ là một số người chưa tin được và cũng cho rằng là cái đó phi khoa học, nhưng thực sự nó rất khoa học ạ. Ta bỏ đói, ta ăn đến 8 giờ sáng, ăn 8 giờ tối, từ 8 giờ tối đến 12 giờ trưa ngày hôm sau ta không ăn một thứ gì mà ta chỉ uống nước lọc. Ta thực hiện cái chế độ 16/8, từ 12 giờ đến 8 giờ tối bữa trưa ta bình thường, bữa tối có thể ta nhẹ nhàng hơn. Sau bữa ăn nhẹ nhàng đó ta không hề ăn một chút gì nữa, không đường, không sữa, không trái cây mà chỉ dùng nước lọc thôi. Thì cái nguyên lý của nó là khi cơ thể con người ta đói thì lập tức ý, là cái năng lượng dự trữ trong gan, bởi vì gan là cái nhà máy dự trữ, thì nó sẽ tự tiết ra cái năng lượng để nuôi cơ thể. Thế trong quá trình tiết ra năng lượng như thế thì những người bị thì mỡ trong máu này, cholesterol trong máu này, hoặc gan nhiễm mỡ này, hoặc là thì sơ vữa động mạch, thì tất cả những cái đó dần dần nó được đem ra ngoài. Đấy, con nói một điều như thế này: một con gấu ngủ đông 3 tháng rồi không ăn, nhưng nó chỉ gầy đi thôi. Thế thì một trong cái liệu pháp này ấy, là của chúng con không phải dựa trên cái đó, mà cái này là phân tích theo khoa học. À, thì khi con người ta đói thì lập tức là cái năng lượng dự trữ trong cơ thể phải rút ra để nuôi sống con người. Thế nên là sau khi, tức là ta thực hiện cái chế độ 16/8, từ 8 giờ tối hôm trước đến 12 giờ trưa hôm sau, ta bỏ đói cơ thể. Thứ ba là hớp không khí. Hớp không khí thì con sẽ thực hiện luôn. Thế nhưng mà cách thức này, khi hớp không khí là lấy được nhiều oxy để nuôi dưỡng tế bào. Đối với tế bào khỏe mạnh thì cần rất nhiều oxy. Còn riêng tế bào ung thư thì không cần oxy, nó vẫn sống. Thế muốn để mà duy trì được sức khỏe của con người ta cần tăng cái lượng oxy cơ thể lên để các cái tế bào khỏe nó chống lại được những cái tế bào yếu, những tế bào ung thư trong cơ thể. Đối với khoa học và chúng mình nghĩ đã chứng minh rằng này, 1/4 lượng máu và 1/4 lượng oxy của cơ thể là phải đem lên nuôi bộ não. Nếu như ta tăng được cái lượng oxy lên thì bộ não hoạt động rất là tốt. Thế là trong cái việc mà hớp không khí thì tăng cái lượng oxy lên cho cơ thể là một trong cái rất tốt cho các tế bào sống. Liệu pháp tiếp theo của chúng con đó là uống nước ớt. Hay trong cái tài liệu này của chúng con có ghi là uống nước chi đi. Thì cái nước ớt ấy là cách thức ở trong cái tài liệu này đã ghi rất rõ, và cách thức làm nước ớt và cách thức sử dụng. Nếu mà uống nước ớt thì khi các quý vị chưa hiểu thì nghĩ rằng là người đau dạ dày thì ta làm sao đây, đúng không ạ? Mà lúc tôi đói thì tôi làm sao đây? Thì tất cả những cái này thì sau khi ta ăn xong rồi ta mới uống một thìa cà phê nước ớt thôi, pha với 100ml nước ấm. Thì cái đó 100ml nước ấm với lại một thìa cà phê thì không có gì là cay cả. Thế nhưng trong cái ớt ấy, nó có một cái tác dụng này, nó có một cái chất hóa học tên của nó là casein. Cái chất này nó có khả năng phá được sơ vữa động mạch. Thì khi mà phá được sơ vữa động mạch rồi ấy, thì máu sẽ lưu thông rất tốt. Những người bị tai biến mạch não, rồi là tai biến mạch não và các cái động mạch nó bị sơ vữa cứng, sơ vữa ấy, thì làm cho gì, huyết áp sẽ bị tăng và máu lưu thông kém, sẽ gây ra nhiều cái bệnh tật khác. Thì khi mà kết hợp với uống nước ớt này thì sẽ giúp cho con người ta được như thế. Cái điều khác cuối cùng của chúng con đó là kiềm hóa cơ, kiềm cân bằng kiềm trong cơ thể. Đối với tế bào ung thư là mang tính acid, còn đối với tế bào bình thường thì mang tính kiềm.
Thế nhưng nếu như mà ta tăng cái lượng chuyển quá thì người sẽ yếu mẹ. Nhưng nếu ta tăng cái lượng để cho cái lượng axit trong cơ thể cao quá thì cái phát triển của cái tế bào ung thư và tế bào ngoại lai nó sẽ rất là nhanh. Cho nên tại sao phải làm thế nào đó mà cân bằng cái lượng chuyển hóa trong cơ thể? Thì trong cái tài liệu này của chúng con cũng có biết rất rõ, muốn trung hòa được axit thì mọi người đều biết rằng là ta dùng bazơ để trung hòa, đúng không ạ? Thế thì bazơ đó chính là kiềm, và kiềm đó là rất nhiều trong rau xanh. Thế thì cách thức ăn như thế nào là để thực hiện được có cái lượng kiềm trong cơ thể và trung hòa được với lượng axit thì cơ thể con người ta sẽ cân bằng. Mà khi cân bằng như thế rồi thì con người ta sẽ ít bị bệnh hơn. Thế thì trong năm liệu pháp này thì nếu kết hợp được tất cả năm cái liệu pháp này đã gấp không khí, bỏ đói cơ thể, uống nước ở độ cân bằng làm sao đó để cái lượng kiềm trong cơ thể nó đảm bảo được thì cơ thể chúng ta sẽ ổn định mà không xảy ra cái sự cố gì nữa. Cuối cùng thì con xin là thay mặt cho bạn tập thể yên tâm thành công kính chúc bạn thể là mạnh khỏe, tâm thường an lạc và mọi người yên an. Con xin là cảm ơn. Hốp đi anh em, chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.